Kính thưa quý thính giả, cơ sở truyền thông Mẹ Hằng Cứu Giúp xin được gửi đến quý vị truyện Thánh Nữ Maria Goretti. Thánh Nữ Maria Goretti là chị cả sống trong một gia đình đạo đức, đông con và nghèo, sống ở miền quê nước Ý vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Maria Goretti sớm mồ côi cha nên đã phải giúp đỡ mẹ trong công việc nội trợ và coi sóc em, để mẹ lo việc đồng áng nuôi sống gia đình. Một hôm, Maria Goretti đã chống cự một cách mãnh liệt trước những đòi hỏi bất chính của anh hàng xóm láng giềng cùng ở trong một nông trại tên là Alison, nên đã bị anh sát hại bằng nhiều nhát dao. Trong những giờ phút hấp hối, Maria Goretti tỏ lòng tha thứ và xin mọi người tha thứ cho kẻ làm hại mình, đồng thời cầu xin cho Alison cũng nhận được ơn tha thứ của Chúa. Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tôn phong hiển thánh cho Maria Goretti. Và giờ đây, xin mời quý thính giả cùng đón nghe chuyện Thánh Nữ Maria Goretti, hoa lạ giữa miền đầm lầy. Một bức tượng nhỏ. Khí trời nóng nực, chàng Tô Đê gánh trên vai gánh hàng rong nặng trĩu, tay chống cái gậy thô cạch, nặng nề cất bước trên con đường làng Ferry. Đã 3-4 ngày, chàng đi từng thôn, cố đến từng xóm để trang trải hàng cho đỡ nặng, mà vẫn uổng công. Hôm nay chàng đến làng Ferry, một thôn nghèo nàn, đáng thương, không có thánh đường. Dân chúng với nét mặt xanh xao gầy guộc vì đã bao phen chiến đấu với bệnh sốt rét và nạn đói. Chàng đi tới căn nhà đá nằm trước cánh đồng bao la. Đó là nhà bác Mylin, và hiện nay gia đình Goretti đang trú ngụ. Vừa tới cổng, chàng cất tiếng gọi: "Có ai nhà không?" Từ trong nhà vọng ra một giọng nói trong trẻo: "Đợi một chút." Rồi một cô gái chừng 10 tuổi dắt đứa em nhỏ bước ra. Chàng chú ý nhìn cô gái. Cô gái nét mặt tươi xinh, mắt sáng lanh lợi. Cô sẽ sàng nói: "Thưa ông có việc gì cần ạ?" Nhìn kỹ dáng bộ, cô đoán chàng là người bán hàng rong. Cô vội tiếp: "Có phải ông tới đây bán hàng không?" Chàng Tô Đê sung sướng vì cô bé đoán đúng ý mình, vội vàng trả lời: "Chào cô đoán đúng quá, có ở nhà không cô?" "Thưa ông, ba má và anh cháu đi làm ngoài đồng rồi, ở nhà con cháu và mấy em nhỏ thôi. Cháu mời ông vào nhà uống ly nước cho đỡ khát, rồi đợi ba má cháu về mua hàng cho ông. Chắc trong gánh hàng của ông có nhiều đồ đẹp lắm." Để đánh vào tâm lý trẻ nhỏ, chàng liền mở gói đồ, vừa mở vừa quảng cáo: "Cảm ơn cô, được, nếu cô muốn xem, tôi lấy cho cô xem nhé. Rồi cô nhớ xin ba má mua cho, cái nào cũng đẹp lắm, lạ lắm. Đây là cái bẫy chuột nè, chắc ở gần đồng thì nhiều chuột lắm phải không cô?" "Thưa ông, có nhiều lắm, nhưng đã có chú mèo đuổi chuột rồi, và cháu vẫn không thích giết chuột." "Thế thì thôi, nếu cô không thích bẫy chuột, tôi cho cô xem ảnh tượng, chắc là cô thích lắm đấy." Vừa nói, chàng Tô Đê vừa lục gánh hàng, kéo ra một ít ảnh cũ, và nói tiếp: "Ê, đây đây nè cô, tượng Thánh An Tôn nè. Thánh An Tôn hay là phép lạ đấy, cô biết không? Mua đi, rẻ lắm. Còn đây là tượng Thánh Giuse, còn đây nữa, tượng Đức Mẹ rất đẹp, cô có tiền mua không? À quên, còn tượng Thiên Thần Bản Mận, tượng này còn rẻ hơn nhiều." Chàng giơ tượng Thiên Thần Bản Mận chỉ còn một tay cho Goretti xem, thấy thiếu tay, cô vội hỏi: "Mất tay rồi, ai mua làm gì?" "Úi chà, cái cô này kỳ thật, mất tay mới rẻ chứ, nếu còn tay thì làm sao cô mua được?" Cùng lúc đó, cậu Alison từ nhà bên cạnh bước sang, thoáng thấy anh bán hàng, cậu cũng nấn ná đến xem. Thấy Goretti đang chăm chú nhìn tượng thiên thần, ra chiều thích mua lắm mà không có tiền, cậu liền hỏi: "Này bác, tượng này bao nhiêu?" "Nếu cậu thích thì tôi lấy cậu 5 đồng thôi." "Những 5 đồng cơ à, 3 đồng thôi có được không?" "Như vậy là rẻ lắm rồi đấy." "Vậy thôi 4 đồng đi." "Thôi bán tạm cho cậu vậy, kẻo tới đây không bán được gì." Anh bán hàng trao tượng cho Alison và nhận tiền. Trao tiền xong, chàng quay nhìn Goretti và đưa bức tượng vừa mua cho cô. Goretti vui sướng nhận bức tượng và cảm ơn: "Anh tốt quá, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi hứa mỗi khi cầm tượng này sẽ cầu nguyện cho anh." Trời đã về chiều, cơn gió hiu hiu khẽ lay mấy hàng cây trước nhà, đem khí mát dịu cho cảnh đồng quê nóng nực. Hai đứa nhỏ ngóng chờ ba má ngoài đồng trở về, hô ầm lên: "Ba má về!" Ông Luigi và bà Assunta nặng nề bước vào nhà. Con bé nhỏ ôm lấy mẹ đòi bú, còn Goretti hớn hở đem tượng ra khoe với cha. Nhắc trông, ông đã vội tra vấn: "Ai cho con đấy?" Vui sướng, Goretti trả lời:
Anh A Lệ Sơn cho con ạ. Vừa nghe tiếng A Lệ Sơn cho, ông nhanh chán như không hài lòng với con, rồi ra lệnh. Con đem trả ngay không? Ba không muốn con nhận của nó mà. Mẹ Goretti liếc nhìn cô và nói thêm. Goretti, vâng lời ba mau, con đem trả anh ấy ngay đi. Chạy thẳng sang nhà A Lệ Sơn, Goretti gõ cửa xin vào, vội vã nói. Cảm ơn anh, tôi thích lắm, nhưng ba tôi không muốn tôi nhận tượng này. Cau mặt A Lệ Sơn giận dỗi. Ba không cho nhận à? Yêu thật nghèo mà còn làm phách. Không đâu anh ạ, ba tôi không có tính thế đâu. Dứt lời, cô trao tượng rồi trở về. Hai ông bà ở nhà dọn cơm đợi con về là ăn bữa cơm chiều. Trong lúc chờ đợi, ông Luigi không quên kể cho vợ nghe những tính tình của A Lệ Sơn, một chàng trai ngông cuồng. Đợi lúc lâu Goretti mới về. Vừa mới bước vào nhà, ông Luigi vội mắng cô. Goretti, làm gì ở đó mà lâu thế? Lần sau như vậy là phải bị phạt đó nghe con. Thôi con đi ăn cơm đi. Cơm nước xong, cả nhà thu xếp đọc kinh rồi đi ngủ. Tất cả mọi người đã vào giường. Một lát sau, ông Luigi tưởng các con đã ăn giấc nên lẩn thẩn nói với vợ. Ừ, cái con Goretti này hay thực, lại nhận ông tượng của thằng mất nết đó cho. Chắc nó không hiểu gì cả đâu nhỉ. Mẹ mày nghĩ xem, thằng ấy có chiều con mình chắc là để làm hại con mình không? Đâu có ai tử tế gì. Ông nghiêm khắc với con quá. Bà lại bảo tôi quá nghiêm khắc với chúng mà. Không, không thế rồi chúng hư nết hết rồi thì sao? Thấy gì nguy hiểm mà không cản ngăn chúng, dạy bảo chúng tránh. Nhớ khi chúng hư ai chịu tội đây? Con dạy cái mang bà. Câu chuyện từ đầu đến giờ, Goretti vẫn nằm nghe và hối hận nức nở khóc. Ông Luigi hỏi con. Goretti, con hối hận là phải đấy. Ba không muốn con nhận ông tượng do tay nhơ bẩn của nó cho đâu. Bây giờ con đi ngủ đi con à. Vậy mai con sẽ hiểu lời ba cấm, rồi một ít ngày nữa con có thể sẽ hiểu rõ hơn đấy. Đêm đã khuya, câu chuyện ngắn dần, mọi người im giấc ngủ. Maria Goretti sinh tại Codian, một khu xóm nghèo nàn. Vào giữa một đêm mùa thu, ngày 16 tháng 10 năm 1890, sau ngày lễ thánh Teresa, nên cô mang tên đệm là Teresa. Sinh trưởng trong một gia đình thanh bạch, nhưng đầy đạo hạnh. Ông Luigi cha cô, một người cha cần cù chất phác, biết nhìn xa thấy rộng trong mọi cảnh huống gia đình. Bà Assunta, một người đàn bà hiền hậu, bao giờ cũng tỏ ra quý mến chồng con. Hơn 9 tuổi, cô theo cha mẹ sang Ferry để xin cơ lập nghiệp cho đỡ chật vật. Nhưng không may, mới ở Ferry được 1 năm, cha cô vì quá lam lũ nên đã sớm để Goretti mồ côi. Cái chết đau thương của người cha thân yêu đã ghi sâu trong trí cô. Hôm đó, vào cuối tháng 4, tuy đã mệt, nhưng ông cũng cố gắng dắt bò ra đồng. Chiều về ông bị xỉu, không ăn, không uống, rồi đôi mắt thâm quầng. Không nói năng chi nữa, cả nhà rối rít. Bà Assunta lo lắng cuống quýt, sai Goretti báo tin cho láng giềng. Cô tất tưởi chạy sang tìm người láng giềng. Lúc trở về cha cô đã tỉnh. Cô lại gần giường nhìn cha và nở nụ cười hy vọng trên môi. Cha cô thấy cô thở hổn hển, liền hỏi. Goretti, con đi đâu về mà thở quá vậy con? Lúng cúng, cô ngập ngừng nói lảng. Dạ, con đâu có đi xa đâu. Tuy đã tỉnh, nhưng ông lại kiệt dần vì thuốc không có. Rồi đã từ giã người vợ hiền, đàn con thân yêu với tờ di chúc. Thôi, liệu thu xếp trở về quê hương. Thời gian lặng lẽ chơi, Goretti sống giữa thảm cảnh côi cút. Một mẹ và một đàn em túng bấn, thiếu gạo ăn. Hàng ngày mẹ và anh phải ra đồng, còn một mình cô ở nhà trông nom cơm nước và đàn em thơ dại. Mới 12 tuổi đầu mà cô đã phải đảm đang những công việc của một bà nội trợ, nên tính tình cô đứng đắn trang nghiêm trước tuổi. Lúc nào cô cũng đăm chiêu như có một nỗi buồn bâng khuâng ẩn nấp. Cô làm luôn tay khi cơm nước. Cô khâu vá thu xếp nhà cửa, từ chuồng bò dơ bẩn đến cái màn nhện trên tường, cô cũng trông nom quét sạch. Hình như không giây phút nào cô rảnh rỗi. Cô bây giờ đã lớn,
bộ của nó cũ đem ra đã quá chật và cọc rồi. Dáng người thon thon, đi đứng uyển chuyển, khuôn mặt trái son, điểm đôi lông mày lá liễu, với cặp môi thắm, một vầng trán cao, nét dưới bộ tóc đen huyền. Đôi mắt hung nâu nhưng rất lanh lợi. Vì gia cảnh túng thiếu vật chất, lo sinh sống, nên từ nhỏ cô chẳng được đến trường học. Cô không biết viết, cũng chẳng biết đọc, chỉ thuộc ít kinh cầu do mẹ dạy lúc chiều qua, đêm đến trước khi đi ngủ. Mãi tới năm 12 tuổi cô mới được chịu lễ lần đầu. Cô hơi thẹn thùng với chúng bạn, vì tuổi đã muộn, thân hình lại cao lớn. Ngày hạnh phúc đó vẫn còn ghi rõ trong tâm hồn. Năm 1902, vào đúng ngày lễ mình máu Thánh Chúa, cô được phép rước lễ lần đầu cùng một lượt với cậu Marian 8 tuổi em cô. Cô phải tới thánh đường Nettuno cách xa 12 cây số vì thôn Ferry không có nhà thờ. Sau bao giờ mong đợi, cô được cha Donsner đặt mình Thánh Chúa trên miệng. Cô không quên xin ơn cho người cha quá cố, người mẹ lam lũ, đàn em thơ dại. Và nhất là, cô xin Chúa cho cô một tâm hồn trong trắng, tận tụy làm việc, sống đạo hạnh ngoan ngoãn. Sau giờ hạnh phúc đó, cô lãnh phép lành rồi trở về nhà. Tới nhà, cô âu yếm nhìn mẹ thân thưa. Thưa má, chúng con buồn lắm, vì hôm nay là lễ mình máu Thánh Chúa, mà Chúa Giêsu không tới thăm thôn chúng ta được, vì đây không có thánh đường. Bà Asunta khoan thai nói với con. Gretti con ạ, con nói phải. Hôm nay Chúa đến với chúng ta và con có thể mang Chúa đến ở trong nhà chúng ta được. Ngày hôm đó qua trong hân hoan và hạnh phúc. Ngày mai, ngày kia rồi mấy ngày tới, cô buồn rầu vì không được rước Chúa. Ngày tháng triền miên trôi qua, Gretti không được rước Chúa, nhưng ơn Chúa vẫn tràn trề trong tâm hồn cô, và cô vẫn chu toàn với các lời đoan hứa với Chúa trong ngày hạnh phúc. Đời cô vẫn là bông huệ thơm và càng tỏa hương ngào ngạt mỗi khi cuộc đời tươi nở trong lòng thời gian. Ngược với Maria Goretti, một bông hoa thơm đặt trước tòa Chúa, chàng A Lệ Sơn là cái gai nhọn luôn chọc sâu vào tim người. Mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng, A Lệ Sơn sống những ngày đen tối bên ông Seren, người cha bê tha rượu chè. Cha cậu chẳng muốn thăm nuôi cậu, nên gửi cậu sang nhà chị họ, rồi sau đó gửi sang nhà bà cô. Vừa mới bập bẹ nói, cậu bắt đầu ương ngạnh khó bảo, nên họ cũng mặc cho cậu muốn ra sao thì sao. Tuổi dần dần tăng. Năm 12 tuổi, cậu đã rong ruổi khắp bến tàu Torres, hy vọng là một phu tàu tương lai. Cậu tập cuộn dây, thả neo và rửa tàu. Học nghề, cậu học cả cái tính phóng đãng của các bạn trong nghề. Lời tục tiểu, tán tỉnh, luôn luôn ở nơi miệng. Buông ra lời nào là xấu xa tội lỗi lời ấy. Cậu học cả nghề ăn cắp và chọc ghẹo nữa. Những ngày nghỉ, lúc nhàn rỗi, cậu liền đâm đầu vào rạp hát, hay xem những tập truyện, tập ảnh xấu. Mới có 12 tuổi mà đã có tính cách phóng đãng, lãng mạn như một chàng trai 18 tuổi ngông cuồng. Nhưng vì hoàn cảnh, năm 18 tuổi, cậu phải đi làm bồi cho ông Cofe, ông chủ mới, tư cách và lòng đạo không được tốt lắm. Thấy cậu phóng đãng cũng chẳng ngăn cản chi, được dịp cậu tha hồ lêu lỏng, sống thiếu tình mẹ, xa tình cha, tâm hồn cậu trống rỗng, nên cậu vẫn lầm lầm lì lì. Khi theo cha về sống bên gia đình Goretti, cậu cũng chẳng sửa đổi tính nết. Ông bà Luigi đôi khi không nén lòng nổi, có kêu ca cậu, thì cha cậu ra điều bân vực, và cho là ông bà ngứa miệng lắm điều. Chủ nhật lễ trọng, cậu có theo gia đình đến nhà thờ là cho có lệ. Nhưng thực ra, tới ngã ba gần nhà thờ, là cậu lén sang sạp báo. Ngốn hết mọi thứ chuyện,
cũng như không quên soát hết mọi tấm ảnh xấu. Xem xong cậu mua hết sạp báo về nhà, nhưng tiền ở đâu mà có? Chỉ là nhờ ăn cắp mì, ngô và đậu ở nhà đem đi bán. Mỗi ngày nghỉ việc, cả nhà vui vẻ chơi đùa. Lại là một dịp, chàng nằm xoài đọc tiểu thuyết bậy bạ. Chàng ướt tịnh mật để nghiền ngẫm những điều xấu đã đọc trong sách báo. Mặt nạ của chàng bị lột bỏ do chuyện bất ưng. Một hôm chàng sơ hở để phơi những tấm hình xấu cắt ở báo ra, bị bà Asunta bắt được. Bà định ném vào lửa cho xong, nhưng sợ điều bất bình giữa hai gia đình nên ngừng tay. Chân tướng chàng càng lộ, ông bà lui ghi càng lo lắng cho các con. Ông bà sợ thằng con trai 13 tuổi của mình nhiễm lây cái tính khốn nạn đó, sợ cho đứa con gái 12 tuổi bị nó làm dơ bẩn tâm hồn, nên ông bà cấm các con không được sang nhà chàng Alexson. Và khi ông lui ghi qua đời, Alexson cũng là một trong những lý do ông để lại lời di chúc: thôi, liều thu xếp trở về quê hương. Thời gian càng trôi qua, cái gai Alexson càng dài và nhọn. Chàng đã tới tuổi ngông cuồng, tuổi 17-18, đối với tính tình đầy lãng mạn nhục dục, thật là nguy hiểm. Mùa thu năm 1902 vừa sang, với niềm hy vọng chứa chan. Sau vụ gặt được mùa cuối thu năm trước, bà Asunta đã dự định năm nay, nếu trời cho kiếm ăn được, sẽ trở về quê hương như lời chồng di chúc. Rồi xuân tới, cả nhà cố gắng cày bừa phun sới, hy vọng mì to bông, khoai lớn củ. Cô Goretti tuy mới 12 tuổi đầu, nhưng đã phải vất vả từ sáng tinh sương cho tới chiều sập tối. Lúc ở ngoài đồng, lúc trong chuồng bò, khi ở bếp, lúc bận rộn coi mấy đứa em nhỏ. Tùy bận rộn nhưng tới tối, cả nhà đều tụ họp vang ca khúc kinh Mân Côi, tạ ơn Chúa. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cả gia đình tụ họp trước bàn thờ nhỏ, chăm chú cầu nguyện. Bố con nhà Alexson cũng qua dự kinh, nhưng chàng thiếu niên lãng mạn Alexson kia chỉ ngồi nhìn cô gái 12 tuổi như bông hoa tươi nở. Gặp ngày đẹp trời, họ lại tụ nhau ngoài vườn, tâm hồn hòa nhịp với cảnh vật, ca vang tạ ơn Thiên Chúa. Lúc đó, tia ánh hồng của vùng ngoại ô xế bóng chiếu trên làn tóc của Goretti, càng tăng vẻ đẹp của cô bé. Những hình ảnh, những chuyện tình ngang trái chàng Alexson đọc từ những sách báo xấu đang làm rạo rực tâm hồn chàng. Chỉ tưởng tượng làm chàng thấy Goretti là một thiếu nữ xinh đẹp hơn là thánh thiện. Chàng yêu cô và ước mong được sống gần cô. Rồi một chiều thứ bảy nọ, đọc kinh xong, Goretti đang lúi húi sửa lại bình hoa, cắm thêm nến ở tòa Đức Mẹ. Chàng nấn ná đến gần. Goretti à, chiếc áo của tôi mất một cái nút rồi, cô làm ơn may hộ tôi nhé. Sáng mai lấy sớm vì hết áo mặc rồi, cảm ơn trước đấy. Thật không? Vậy anh đưa ra đây tôi giúp cho. Ở bên nhà cô làm ơn sang lấy giúp tôi ngại quá. Không nghi nan gì hết, vẫn tính hay giúp đỡ. Cô chạy sang phòng tìm áo nhưng không thấy. Hồ nghi cô vội hỏi. Áo hư đâu? Chiếc áo ở trên ghế có thiếu cái nút nào đâu? Chàng suy tình cười vờ. Đùa chơi đấy mà. À, mà tôi muốn gặp cô để nói nhỏ câu chuyện này. Vì tính đơn sơ nên Goretti chưa hiểu âm mưu của chàng khốn nạn. Cô cười đáp. Anh hay thật, chỉ đùa thôi. Chỉ đùa cần gì phải nhỏ với to. Với giọng cà khịa, anh chàng tán tỉnh. Goretti, tôi thấy cô xinh quá. Nghe lạ tai, cô bé liền chối ngay. Có thế mà cũng gọi vào phòng mà nói. Anh chỉ đùa thôi. Con nhà nông dân chân lắm tay bùn suốt ngày, lấy đâu ra mà xinh với đẹp. Thôi tôi đi về đây. Sợ cô về, chàng Alexson càng tán thêm. Goretti, cô yêu tôi không? Anh dở thật, luật Chúa dạy phải yêu hết mọi người, đến cả người thù địch của ta, Chúa cũng phải bắt phải yêu và chúc phúc cho họ. Huống là anh, tuy không phải là anh em ruột, nhưng cùng là láng giềng của nhau. Không yêu anh thì đâu toàn luật Chúa được. Trời ơi, thật là điên quá, cô chẳng hiểu gì cả, chỉ làm tôi khổ thêm thôi. Vừa nói, mặt chàng hừng nóng, đôi mắt cuồng đỏ.
trông thật ghê sợ. Goretti sợ quá, vừa kêu vừa bước ra. Chi thế? Anh làm tôi sợ, thôi tôi về đây. Chàng sợ lỡ cơ hội, nhảy sổ ra, ôm chặt lấy cô. Cô thấy chàng có cử chỉ quá vũ phu, cố gắng lấy hết sức, đẩy ra nhưng không thể chống nổi. Chàng vội đặt cặp môi dơ bẩn lên đôi má trong trắng của Goretti. Làm xong, chàng bỏ ra hăm đe. Mày mà nói với ai, sẽ bỏ mạng với tao. Goretti hoảng sợ, vội chạy thẳng ra vườn. Lòng cô hết sức buồn sầu và bối rối, mong chóng được xưng tội cho yên tâm. Màn đêm buông xuống, tối nay sợ ngủ một mình, cô chạy sang mẹ, xin nằm chung để có thể yên giấc. Hai hôm sau, cả nhà đều đi dự lễ ở Neptuno. Chàng trai lãng mạn A Lệ Sơn cũng đi. Trên đường đi, mắt chàng cũng dính chặt trên cô bé. Còn Goretti trong lòng vẫn bối rối, buồn rầu, chỉ mong chóng tới thánh đường để trình bày với cha giải tội cho yên tâm. Tới thánh đường, thật hạnh phúc cho Goretti, cha sở vẫn ngồi tòa. Cô hớt hải vào cáo mình. Nghe cô trình bày, cha sở khuyên nhủ cô hãy cố gắng sống đạo hạnh hơn, và nhất là phải tránh mặt kẻ thù của mình. Yên chí, cô xuất sáng dự lễ và rước thánh thể vào lòng. Lễ xong, cô bé về nhà, một lòng khăng khăng giữ lời đoan hứa với Chúa và lời cha giải tội khuyên răn. Suốt từ hôm xảy ra biến cố đầu tiên, cô hết sức tránh mặt chàng trai si tình. Rất ít khi cô ở một mình. Còn chàng trai A Lệ Sơn lại cố tìm gặp cô, vì dục tình đang nung nấu con tim nhơ bẩn của chàng. Một hôm, cả nhà đọc kinh tối xong, mẹ cô bảo Angel, anh Goretti xuống xem cho bỏ ăn và đóng chuồng kỹ lại. Goretti thương anh vì mệt nhọc sau chuỗi ngày vất vả. Cô vội vàng chạy xuống bếp trông hộ anh mình. Thu xếp vừa xong, cô đang định đóng cửa chuồng thì vừa bước ra, chàng trai si tình giang tay giữa cửa, ngáng lối không cho Goretti đi. Tóc chàng rối bù, đôi mắt đầy nhục dục. Chàng liền tán tỉnh. Thế là hôm nay cô hết trốn mặt tôi rồi đó. Vì sợ có tai tiếng, Goretti run run van nài. Anh để tôi lên nhà, anh say rồi. Một tiếng thất thanh buông rơi trong yên tĩnh. Giêsu Maria. Chàng trai đang xô vào cô bé thì bắt gặp cậu Angel từ trên nhà xuống. E thẹn lỡ làng, chàng trai phóng mất. Khi máu chảy. Trời hôm nay nóng nực, vừa mới tảng sáng, trong người đã nhớt mồ hôi rồi. Theo lệ thường, các cô gái trong thôn ra giếng lấy nước. Goretti cũng đi. Nhưng khác với mọi hôm, hôm nay họ ít cười nói. Hình như có một lo ngại ẩn khuất trong lòng. Họ đang sợ cơn bão xảy tới. Trời ơi, nói tới bão là họ tưởng tượng tới bao thảm cảnh hoang tàn do nó gây ra. Riêng với Goretti, cô chắc không hiểu điềm trời xấu còn đưa đến cho mình một cơn giông tố trong tâm hồn. Tuy trời nóng nực, gia đình bà Asunta cũng phải cố gắng làm cho xong việc lấy hạt đậu. Mọi người đều phải ra sân, đến mấy đứa nhỏ cũng phải ra chơi ở ngoài cho tiện việc coi sóc. Chỉ trừ có Goretti và đứa em 2 tuổi ở lại trong nhà. Mặt trời đúng ngọ, tia nắng gắt rọi thẳng trên đầu. Mọi người mặt nhễ nhãi mồ hôi, bụng kiến bò. Họ cố gắng một chút nữa, rồi ăn cơm và nghỉ trưa. Hai gia đình ông Seren và bà Asunta cũng tụ họp ăn chung. Cơm nước chẳng có của ngon vật lạ, song nhờ đôi tay tài khéo của cô nội trợ tí hon là Goretti, mọi người ăn cũng vừa miệng và dễ nuốt. Theo lệ mọi hôm, cơm nước xong còn được nghỉ đôi lát. Nhưng hôm nay sợ giông tố chiều sẽ đến, nên ông già Seren liền hối thúc mọi người sửa soạn ra tay làm việc ngay.
Vâng lệnh. Cậu Andrew và chàng Alexson uể oải đứng dậy. Bà Asunta trước khi xuống sân vội vã giúp bếp dọn rác hộ đứa con gái yêu của bà để cô đỡ vất vả. Mấy đứa bé con lại chạy ra sân tươi tỉnh nghịch đùa với chiếc xe bò. Nhưng A Lệ Sơn, chàng si tình như còn luyến tiếc cái gì, bèn ra cửa đứng ngay một lúc, rồi lại liếc nhìn cô bé Goretti. Đang lúc băn khoăn lập mưu để gặp cô bé một mình, thì cái kế chiếc áo sơ mi làm chàng tỉnh giấc mệt. Thấy chàng chưa xuống, bà Asunta giục thêm. Đi làm đi, mọi người xuống sân rồi. Không để lỡ cơ hội, chàng đánh liều nhảy sâu vào phòng, hất mạnh cửa tủ, lấy chiếc áo sơ mi rách, ném vội ra giường, rồi hất hả chạy tới, dặn kỹ Goretti. Goretti, tôi có chiếc áo sơ mi độc nhất mà lại rách mất rồi. Mai cần mặc đi lễ, cô liệu vá ngay cho tôi nhé. Ngước mắt nhìn chàng, Goretti hỏi. Áo để đâu? Ở trong phòng tôi, trên giường ấy. Vải vá cũng để ở đấy rồi, tôi xuống sân đánh xe đây. Thế rồi, sau khi thu xếp bát đĩa, Goretti lên phòng Alexson lấy chiếc áo và mảnh vải ra chiếc cửa, ngồi trên đầu cầu thang để vá. Cô đặt em Jeja bên cạnh cho nó ngủ. Ngoài sân, chiếc xe bò chậm rãi vòng quanh. Cậu Anjin đánh bò trước, cậu Alexson coi bò sau. Với chàng, tuy điều khiển xe, nhưng trong lòng vẫn miên man, nghĩ đến những chuyện bậy bạ nhơ bẩn. Chàng Alexson đang thỏa thích lần này, âm mưu của mình sẽ thành công. Lửa nhục dục bùng lên trong tâm hồn, và trí tưởng tượng chàng đang vẽ lại những hình ảnh, những cảnh bậy bạ của các tiểu thuyết xấu chàng đã đọc. Và một điều quan hệ, chàng phải lập mưu thế nào để trở về nhà một mình được. Chàng nghĩ ra một mưu, liền khẩn hoãn xin bà Asunta. Bà Asunta ơi, xin vui lòng coi bò hộ tôi một lát, tôi cần về nhà có chút việc. Thoáng một cái, chàng trai si tình đã lên tới gác. Chàng còn vờ vào phòng thu xếp công việc. Lúc này, Goretti không nghi ngờ gì chàng, vì thái độ của chàng có vẻ lãng đạm lắm, nên cô cũng không tránh né, sợ đứa em nhỏ giật mình thức giấc. Yên tâm, cô lại bắt đầu thoăn thoắt mũi kim để chấm xong chiếc áo cho chàng. Bỗng nhiên, cánh cửa buồng tung mở mạnh, chàng Alexson hiện ra với giọng nói khàn khàn. Vào đây bảo, Goretti. Cô bé sợ hãi vừa nhổm dậy vừa nói. Vào làm gì? Giọng nói khàn khàn kia giục thêm. Mày phải vào đây ngay lập tức. Rồi với nét mặt gầm gừ, chàng xông vào gần cô, nắm chặt lấy tay. Goretti lấy hết sức nắm chặt lấy cầu thang và kêu cứu. Cứu tôi với, coi đó, cứu tôi với. Sợ lỡ việc, chàng dùng đến biện pháp dã man, bóp cổ, rồi kéo cô vào phòng. Goretti cố sức chống đỡ, đẩy mạnh chàng ra. Gã lên giọng hăm hè. Goretti, nếu mày chống đỡ, tao sẽ giết. Cô cố gắng hét lên kêu cứu, nhưng vô ích, vì cổ của cô bị bóp nghẹt, mà phòng lại quá kín. Im, không tao giết bây giờ. Cô bé lại cố la lên. Anh điên rồi, điều anh muốn là tội nặng lắm, anh làm anh phải sa hỏa ngục. Chàng A Lệ Sơn khốn nạn lại quát. Đời tao đã là hỏa ngục rồi, thế gian coi tao như một con chó vậy. Goretti vừa chống vừa gào. Không được, bỏ tôi ra. Lần cuối cùng, một là ứng thuận, hai là chết. Cô gái cương quyết. Thà chết còn hơn phạm tội. Lưỡi dao kề trên cổ, chỉ còn một giây nữa là kết liễu đời cô. Chàng vẫn chờ đợi sự ưng thuận của cô bé, nhưng vô hiệu. Điên tiết, chàng đưa tay lia lịa, phập phập máu chảy lai láng. Tám mũi dao sắc in trên mình cô bé, hắn đâm mà không thương tiếc, đâm để báo oán cho đòi hỏi nhục dục. Goretti đau đớn quá ngất đi một lúc, rồi tỉnh dậy. Cô cố gắng bò ra cửa phòng, kêu lên vài tiếng cuối cùng. Cáu tiết, hắn đẩy tung cửa ra, xông tới đả luôn 6 phát nữa. Xong đâu đó, hắn ném con dao sau chiếc tủ đứng, rồi nghiêng ngửa bước vào phòng.
Vài phút sau, nghe tiếng rên thảm thiết, ông già Sê-ren hốt hoảng chạy lên. Thấy cô bé đang nằm vật vã giữa đống máu, ông kêu lên. Trời ơi, sao thế này? Cô bé rên rỉ. Chính A Lệ Sơn, lạy chúa, con chết, má ơi, má ơi. Ngoài sân, bà Asunta sốt ruột vì phải đánh bò thay cho A Lệ Sơn đã gần một giờ rồi. Công việc sắp xong mà chẳng thấy A Lệ Sơn xuống giúp một tay. Bỗng có tiếng khóc của bé Jeja vang tới. Bà liền sai thằng Martin về xem nhỡ con bé té. Nhưng cũng lúc đó, một giọng thất thanh vang gọi. Bà Asunta ơi, về mau, về mau. Nghe tiếng gọi của ông Sê-ren, bà cuống cuồng chạy xuống xe, chạy thẳng vào nhà, bước hết cầu thang. Bà nhảy vào ôm chặt lấy đứa con thân yêu, đang thoi thóp giữa vũng máu tươi, miệng ấp úng. Trời ơi, con tôi chết rồi. Ngay bên cạnh, bà Teresa hàng xóm đang quỳ bên cô bé đáng thương an ủi. Yên chí, cháu nó còn đang thở. Nhờ điện báo, cái tin thê thảm ấy đã lan truyền khắp thôn. Người kêu đi tìm bác sĩ, người chạy rượt bắt thủ phạm. Còn bà Asunta và bà Teresa nâng cái xác đầy thương tích đặt lên giường. Goretti tỉnh lại, hơi hé mắt, mặt thì xanh nhưng sắp tắt thở. Bà mẹ vừa khóc nức nở vừa hỏi. Con ơi, ai đã hại con vậy? Rất mệt mỏi, Goretti trả lời. A Lệ Sơn. Tại sao thế? Tại nó muốn con làm việc tội lỗi với nó, nhưng con đã cự tuyệt. Nó đã có thái độ với con như thế nào bao giờ chưa? Dạ hai lần rồi. Sao không bảo mẹ? Dạ hắn đe giết nếu con nói. Nói đoạn, mắt cô từ từ khép lại, và cô run người lên vì quá đau đớn. Vì được tin chắc chắn A Lệ Sơn là thủ phạm, người ta nhốn nháo, làm rầm nhà. Bà Teresa van nài mọi người đừng làm thế, vì nạn nhân đang cần sự yên tĩnh. Phải đợi một giờ đồng hồ sau mới có bác sĩ ở National xuống. Bác sĩ có khám lại vết thương và cho cô bé ra xe cấp tốc chở tới bệnh viện. Vì bệnh trạng nguy kịch, cùng lúc đó, tên sát nhân bị truy nã. Hắn bị xích tay và điệu lên quật. Vừa thấy bóng thằng khốn nạn, đám dân nhao nhao hô lớn. Giết nó đi, thằng khốn nạn, thằng mê dâm, giết nó đi. Nghe tiếng hô, Goretti đang nằm liệm trên xe cứu thương, liền giật mình. Cô run sợ và thì thầm. Người ta đang làm khốn nó chắc chắn sẽ đau khổ hơn tôi. Con đường 12 cây số, lúc thường không thấy xa bao nhiêu, thế mà bây giờ coi dài gấp 4-5 lần. Thật sự, chiếc xe ngựa hồng thập tự đã bỏ ferry từ trưa, thế mà tới Nettuno. Hồi chung nguyện truyền tin ban tối đã ngân vang trên thánh đường rồi. Xe tới Nettuno, mọi người trong phố tuôn ra xem vị nữ anh hùng kiên cường. Trông thấy đoàn người vây quanh, Goretti cười nói với mẹ. Má ơi, có phải đoàn người, có phải tiếng chuông nơi con nhận lãnh thánh thể lần đầu tiên không? Bà mẹ mắt rướm lệ an ủi. Đúng đấy con ạ, Chúa đang ở với con. Cổng bệnh viện mở, một đoàn người bác ái hân hạnh ra đón nhận người thiếu nữ sắp về với Chúa. Cha tuyên úy Wiro tới làm phép giải tội và trao thánh thể cho cô. Vừa lãnh nhận của anh thiêng liêng, mặt nữ anh hùng bừng sáng và mấp máy. Con không phải đợi Chúa nữa, hôm nay Chúa đã đến với con. Vị tuyên úy cảm thương an ủi. Con có sợ mổ không? Chắc con đau lắm. Con an tâm đi, không có sao đâu. Với giọng anh hùng, Goretti đáp. Không, không, thưa cha, con không sợ. Thiên Chúa đang ngự trong con, người giúp con vui chịu đau đớn. Bác sĩ Bukto và Ganen luôn thay nhau săn sóc cô.
các ông đều thất vọng vì vết thương quá sâu và máu chảy quá nhiều, khó lòng cô sống hết ngày mai. Các bác sĩ cũng rất cảm kích trước một tâm hồn đạo hạnh, can đảm như cô, đã vui nhận lãnh cái chết để bảo toàn bông huệ khiếp trinh. Cuộc giải phẫu đã xong, cô được chuyển sang phòng điều dưỡng. Mẹ cô tới cúi sát mình trên thân thể đầy thương tích, nức nở khóc. Cô bé khẽ thở và nói: Má ơi, má đừng khóc nữa, con đỡ lắm rồi. Anh con đang làm gì? Với giọng thất vọng, bà trả lời con: Anh con đang cầu nguyện cho con. Bà Asunta vẫn ngồi bên giường con. Mỗi lúc bà lịm đi, tiếng khóc của bà lại thêm não nùng. Còn Goretti thỉnh thoảng lại nói sảng và kêu lớn: Bỏ tôi ra, Alexander. Bà mẹ phải ghé sát vào tai cô khẽ nói: Không, không phải Alexander đâu con. Tinh thần bản mệnh của con đó, thằng khốn nạn đó đã xa con lắm rồi. Đêm đã khuya, bà Asunta vẫn âu sầu ngồi bên con. Bác sĩ khuyên bà đi ngủ. Này bà, cháu nó cần sự yên tĩnh đấy bà. Nếu bà ở bên, cháu khó lòng nghỉ được. Nghe vậy, bà từ biệt con đi ra, lòng đầy lo lắng và buồn khổ. Còn các bác sĩ thiêng liêng lại sợ Goretti chết trong đêm nay, nên cha Sihori, cha sở Nettuno, người đã trao cô rước lễ lần đầu tiên, đến thăm cô. Thấy bóng cha, Goretti tươi mặt lên, mắt bừng mở, miệng mỉm cười: Cha của con. Con yêu dấu, con bớt đau chưa? Con à, đau đớn là hạnh phúc cho con, nếu con vui chịu. Vâng lạy cha, con nghe lời cha dạy. Rồi cha làm phép sức dầu thánh cho cô và nói: Con yêu dấu, mọi việc đã tốt rồi. Bây giờ con vui lòng lãnh nhận đau khổ mà ngày lễ kính máu thánh Chúa đã đổ ra để cứu chuộc chúng ta. Cha ước gì máu của con đổ ra sẽ làm cho nhiều tâm hồn biết quý trọng đức khiết tịnh. Một đêm trôi qua, vừa tảng sáng, bà Asunta đã vội vã lại phòng con. Bước vào, bà thấy con đã thức, đôi mắt đang chiêm ngưỡng ảnh đức mẹ. Cha sở Nettuno lại tới, trao mình thánh cho vị nữ anh hùng. Cũng một bàn tay đã trao cho cô chịu lễ lần đầu và lần cuối cùng. Cha cảm thấy mình được hân hạnh, vì chắc chắn Goretti sẽ là một vị thánh. Cha nhắn nhủ cô lần cuối cùng: Goretti, con yêu dấu, trên thánh giá Chúa đã tha cho kẻ đóng đinh Chúa, chắc bây giờ con cũng tha cho A Lệ Sơn. Thưa cha, con tha, con phải tha thứ. Con tha vì tình yêu Chúa Giêsu. Đoạn cô bé đưa mắt nhìn quanh, Goretti thấy anh Anjin đang đứng u sầu. Cô gọi anh lại: Anh Anjin của em, anh cũng tha cho A Lệ Sơn nhé. Rồi cô thiếp dần đi vì quá đau đớn, thỉnh thoảng lại nói sảng: Tha cho má ơi, má ơi. 3 giờ chiều, giờ lâm chung tới. Dường như tâm trí Goretti bị sao động mạnh, đôi môi cô vẫn lẩm bẩm những lời kinh sốt sắng. Bỗng nhiên cô uốn người kêu lớn: A Lệ Sơn, không được làm thế, xa hỏa ngục. Người cô lịm dần, nét mặt xanh nhợt, đôi mắt nhắm lại, miệng nở nụ cười và hơi thở cúi tắt giữa lúc kinh lạy cha của những người ngồi chung quanh vừa đọc tới chữ Amen. Bà Asunta òa khóc, cha tuyên úy sẽ sàng in ủi bà: Asunta, đừng quá than khóc nữa. Goretti lìa thế để cầu nguyện cho bà trên nơi vĩnh phúc. Tiếng chung cầu nơi tháp thánh đường Nettuno chậm rãi buông rơi, đem tin buồn cho khắp dân thần. Họ vội vàng tuôn nhau vào bận việc để được nhìn lại dung nhan vị nữ anh hùng tí hon mà họ coi như một vị thánh. Mọi người đều thương nhớ và cảm kích. Đúng sáng ngày 8 tháng 7,
Đám tang Goretti được cử hành. Một đoàn người đông đảo theo ra tới nghĩa trang tiễn chân cô. Đoàn thiếu nhi cầm cành vạn tuế, như lúc rước kính một vị thánh tử đà. Chuông nhà thờ vẫn ngân vang, gieo vào lòng nhân thế một nỗi buồn không biên giới. Trên mộ cô được ghi những hàng chữ: Maria Goretti, thiếu nữ 12 xuân xanh, về nhà Chúa ngày 6 tháng 7, vì bảo toàn bông huệ Đức Khiết Trinh. Gia đình bà Assunta trở lại Fedi, nhưng 4 năm sau, bà thấy mình không đủ can đảm, sống mãi ở nơi gieo vào lòng bà sầu não, đau thương, nên bà trở lại Garinan như chồng đã trối lại cho bà. Một tội nhân. Chính Maria Goretti nói với mẹ: Alexson đã hại nàng, vì nàng không chịu ý anh ta. Alexson là thủ phạm. Mấy người đàn ông nhao nhao và quyết bắt được cho tên si tình khốn kiếp. Một con dao vấy máu được ném vào tủ, bị lôi ra. Đây là tang tích. Nhưng còn Alexson nó đâu rồi? Họ xô nhau đi tìm từng phòng, từng ngắt kín trong nhà. Họ đến một căn phòng đóng kín, gài then trong. Họ đoán chắc là nơi tên sát nhân đang ẩn. Gọi không thấy thưa, họ định phá cửa vào. Nhưng bá tước chủ đồn điền can thiệp: Thôi thôi bà con ơi, theo tôi nghĩ là để nó đó đi, rồi đi báo cảnh sát là hơn. Hai người thanh niên khỏe tự nguyện lên đường. Và chừng một giờ sau cảnh sát tới. Họ phá cửa, lôi tên sát nhân ra. Cũng còn may mắn cho hắn, nếu không có cảnh sát, hắn đã bị quần chúng đập chết ngay tức khắc. Cảnh sát xức tay hắn lại và giải hắn về Nettuno. Cái mặt lầm ngầm coi trời bằng vuông của hắn bây giờ cũng xanh mét vì sợ. Nhưng không một ai thương hắn cả. Trái lại họ còn nguyền rủa là khác. Trước tòa hắn một mực kêu oan, nhưng tang chứng rành rành. Cả lời lẽ Maria Goretti đã nói với mẹ rất nhiều người nghe rõ. Sau cùng hắn đành thú nhận tội lỗi. Tuy thế, cũng còn biện hộ là tại lúc còn nhỏ bị đòn quá nhiều, thần kinh yếu, nên đôi khi phát khùng ngoài ý muốn. Bác sĩ được mời đến khám nghiệm và tuyên bố thần kinh hắn lành mạnh không sao. Tòa đã kêu án 30 năm khổ sai vì tội cố sát. Alexson bị phát lưu ra đảo Sirin. Lúc đầu hắn không một chút ân hận gì về tội lỗi. Lòng hắn hình như chai đá và chỉ biết giận đời. Ít lâu sau, một biến cố đã làm thay đổi tâm hồn hắn. Một đêm nọ, đang ngon giấc, hắn thấy Maria Goretti đi dạo trong một vườn hoa tuyệt đẹp. Nàng tươi cười, ngắt tặng hắn mấy bông hoa huệ trắng tinh và vài bông hồng đỏ tươi. Tỉnh giấc, tâm hồn tội lỗi của hắn bừng tỉnh. Sáng hôm sau, hắn đến gặp cha tuyên úy trại giam, kể lại cuộc đời của hắn và chuyện đã mơ thấy. Xin cha giải nghĩa giấc mộng dùm hắn. Cha tuyên úy suy nghĩ và dè dặt nói: Ta không nên căn cứ vào mộng mị, nhưng ta nên lợi dụng nó để suy nghĩ. Bông huệ trắng vốn tượng trưng cho đức khiết trinh, hoa hồng đỏ tượng trưng cho phúc tử đạo. Maria Goretti mà anh đã ám hại một cách tàn nhẫn chắc đã tỏ ra tha thứ bằng cách tặng hoa và còn cầu nguyện cho anh. Xin Chúa vì máu nàng đã đổ ra để bảo toàn đức trinh trong, ban cho anh hương thống hối. Anh nên ghi lại mà lo chuộc lỗi lầm. Thật vậy, chắc nhờ lời cầu nguyện của Maria Goretti, Alexson đã trở về với Chúa. Và tính tình anh cũng đổi khác. Nhờ thế, anh được ân xá trước thời hạn 10 năm. Vừa rời khỏi nơi tù đầy, anh liền tìm đến bà Assunta để xin lỗi. Thấy anh cũng như thấy lại cảnh con gái bị thảm sát. Bà run rẩy, nói không lên lời. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại,
bà mời anh vào nhà và mời anh dùng bữa cơm thân mật gia đình. Chính vào ngày lễ sinh nhật năm 1937. Sau đó, anh xin đến làm lao công cho một tu viện thánh Francisco để sống cuộc đời đền tội. Một vị thánh lừng danh. Thông thường, người ta chết rồi cảm tình cũng dần tan, danh cũng thành mờ ảo. Maria Coretti, cô trinh nữ trốn đồng quê, trước kia không ai để ý đến, vậy mà khi chết đi còn lưu lại tiếng thơm lẫy lừng thay vì bị bỏ rơi vào quên lãng, thì cô được người ta nhắc tới luôn miệng. Những người đã quen biết hay đã được tiếp xúc với trinh nữ trước kia đều sung sướng kể lại hình dáng, cử chỉ, ngôn ngữ và tính tình của cô. Bậc cha mẹ lấy đó làm bài học răn dạy con cái, thanh thiếu niên thì lấy đó là tấm gương để soi. Bên nấm mộ thô sơ của cô, ngày ngày có người đem hoa đến viếng và quỳ đó trong im lặng. Nhưng không phải họ cầu nguyện cho cô, mà là xin cô cầu nguyện cho mình. Rồi nay có ơn người được khỏi bệnh đau can, mai có tin người được khỏi nhức mắt. Người thì được ơn phần xác, kẻ thì ơn phần hồn, nhờ đã đến viếng và cầu nguyện nơi mộ của cô. Trước lòng sùng mộ của quần chúng đối với cô, giáo quyền đã để ý và theo nguyện vọng thiết tha của giáo dân, Tòa Thánh Roma đã chuẩn giáo luật khoảng 2101 mà ban phép mở cuộc điều tra về cương hạnh của trinh nữ Maria Coretti Tuận Tiết và các phép lạ Chúa đã làm nơi mồ người. Tất cả bác sĩ, y tá, nhân viên cảnh sát đã dự vào việc săn sóc hay làm biên bản cuộc thảm sát của cô, và một số lớn số người sống đồng thời với trinh nữ tại Nettuno đều được mời để khai chứng. Cả A Lệ Sơn cũng được hỏi tỉ mỉ. Các bệnh nhân đã được nhờ cô và các bác sĩ chuyên môn cũng được mời để góp phần vào hồ sơ mà minh xác các ơn lạ. Ngày 27 tháng 4 năm 1947, tại đền thờ Thánh Phêrô, kết quả điều tra đã được nêu ra bằng một nghi lễ long trọng dứt lời tuyên sắc của Đức Giáo Hoàng. Màn hạ xuống và ánh sáng được dựng lên. Trần dung trinh nữ Maria Goretti hiện ra uy linh giữa vùng hào quang lộng lẫy của Berlin. Dân chúng hoan hô vang dội và cùng với chuông đền thờ Thánh Phêrô, họ đã xuất tận nhiệt tâm hát bài tạ ơn Chúa. Và sau đó, một đức hồng y đại diện Đức Giáo Hoàng cử hành đại lễ kính chân phước Maria Goretti lần đầu tiên. Cũng chiều ngày đó, Đức Giáo Hoàng Pio đã cùng với giáo triều đến viếng xác thánh và ban phép lành cho thân nhân cùng giáo dân nơi quê hương trinh nữ. Kể từ ngày được tôn vinh lên bậc chân phước, tiếng thơm về thánh nữ Maria Goretti càng vang xa, dân chúng càng kính mến. Báo chí, sách vở, tranh ảnh của người được tung ra khắp nơi. Một cuốn phim giá trị với nhan đề Thiên cảnh trên cánh đồng lầy càng làm chấn động lòng sùng kính khắp Đông Tây với trinh nữ. Giữa lúc luân lý suy đồi, Maria Goretti hiện lên như một ngôi sao sáng, dẫn đường cho các thiếu nữ khỏi xa vào cạm bẫy của dục tình. Đèn sáng không đem úp dưới đáy thùng, nên một lần nữa giáo quyền lại mở cuộc điều tra về các phép lạ mới của người trinh nữ Maria Goretti. Và ngày 24 tháng 6 năm 1950, một buổi lễ có thể được gọi là tưng bừng và bậc nhất trong năm toàn xá, đã đem Maria Goretti lên tột đỉnh vinh quang. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã long trọng tuyên dương công trạng trinh nữ Maria Goretti tại đền thờ Thánh Phêrô và ghi tên ngài vào các bậc hiển thánh trước một số đông chừng 150.000 người. Trong đó có cả bà Assunta, thân mẫu của trinh nữ, đã 84 tuổi, cùng với các con của bà. Đây cũng là một chuyện hy hữu trong lịch sử các cuộc phong thánh. Bà Assunta đã khóc vì sung sướng trước sự vinh quang của người con gái bé bỏng thân yêu mà bà đã tận tâm dạy dỗ và chăm sóc. Maria Goretti trở thành vị thánh tử đạo vì bảo vệ đức trinh khiết khi mới 12 tuổi đời. Hàng năm, giáo hội mừng kính thánh nữ vào ngày 6 tháng 7.